Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Tiếp tục trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em cái bộ kéo đẩy còn gọi là rề bao đến từ cái hãng Lukman. Thì clip trước anh em Khôi vừa test với cặp loa xịt cốt thì nhiều anh em khen rất là hay và hỏi chi tiết về cái bộ này. Thì bây giờ Khôi sẽ nói luôn, giới thiệu chi tiết luôn ha. Thì đây là cái bộ Lukman cũng rất là hiếm này, không phải rất là hiếm mà rất là nổi tiếng. Chính xác là nó là lút kích này nè, lút kích này, lút kích. Cái phiên bản lút kích này á thì nó là phiên bản short đó nè nha, nên nó có cái gì đó nó gọi là nó hay hơn theo cái suy nghĩ của nhiều người. Thì cái bộ này là cái bao A3500 và cái rê là 3300. Thì cái này là đúng một cái combo. Một combo có nghĩa là nó sản xuất ra đi chung với nhau. Thì anh em cùng xem clip với Khôi ha. Thì ở đây toàn bộ ở đây chưa qua sơn tút nữa này nha. Vỏ này là chưa sơn này. Đó, nó còn những cái dấu tích của cái độ bại theo thời gian anh em. Đó, anh thấy không? Theo thời gian. Còn cái rề cũng vậy, cái rề thì nó là có cái vỏ gỗ. Đây. Cô xoay cho anh em cùng xem này. Đó. Nó là nguyên bản như vậy. Thì nếu mà anh em có không gian á thì mình sẽ để ra hai cái bên. Còn nếu như mà không có không gian thì nếu như mà mình gác lên thì cái nào vào gỗ chắc lắm anh em, gác bình thường nha. Thì cái bao để trên, cái này để dưới. Vì sao? Vì cái bao á là nó bóng lớn, bóng L34 nha. Thì khi mà đốt á, khi mà mình mở ngồi mình đánh á thì nó sẽ bóng nó nóng lên, nóng cái rề ha. Đó. Thì mình lưu ý cái chỗ đó. Còn nếu như mà mình có cái khoảng hở, mình có một cái tấm gỗ thì mình lót trên này á thì mình có thể để dưới nha, không sao. Hoặc là cái kè hai tầng như thế này, cái trên cái dưới thì bỏ vô tư ha, bỏ cái nào cũng được theo sở thích. Rồi đây thì Khôi còn để dây giờ mình test luôn anh em. Thì đây từ cái rề này, cái rề tín hiệu đầu vào này, output 1, output 2, output 3, ba đầu vào luôn. Đầu ra thì nó có hai cái này, output là ra hai cái đây này. Để mình vào cái phần bao này ha. Rồi thì cái bao này nè, về hình thức này anh em nhìn này, nó sẽ đánh 4, 8, 16 này, đầy đủ cầu. Anh em đánh lo Đức, lo Mỹ, lo Nhật đều được ha. Đó, tại vì những cái bộ này là bộ xuất nên nó có đầy đủ, còn những cái bộ nội địa thì nó chỉ có bộ 8 với 16 thôi. Rồi cái dây này là nói chung này anh em lưu ý ha. Đây nè, hơi rút ra cho anh em. Ui sorry, nó một tay nó vụng về quá. Đây đó, cái dây nguồn này là nó đấu chung này em lưu ý nhé. Đây này nó có cái cọc nguồn này. Đó, cái theo cái chiều mình để cắm vào á, lưu ý nhé. Thì nó sẽ kích nguồn trên này. Đó, đây dây nguồn từ cái bao, nhưng mà từ cái phần này nối cái này nó sẽ kích lên. Đại loại nó vậy, đó là cái ý đồ của nhà sản xuất đi theo combo. Rồi ok, đó là hình thức là khá đẹp anh em nhé, khá đẹp. Bây giờ thì mình sẽ lột nó ra cho anh em cùng xem bao với rề luôn, anh em xem từng món nha. Khôi bán hàng và Khôi quay rất là rõ. Thì cái bộ này anh em nó cũng vô chừng giá, thì theo người nhập nhiều thì nó có giá tốt, hoặc là người chuyên bán hoặc không chuyên bán thì mọi người đưa ra một cái mức giá tùy theo cái món đồ của mình. Thì bây giờ anh em cùng xem giá thì trên 30 triệu nha. Bây giờ anh em đợi Khôi tháo nó ra mình xem tiếp. Đây mọi người, Khôi thể quay cho anh em xem chi tiết ha. Đây khá đẹp anh em nha. Đó, không có sơn tút như vậy là khá đẹp luôn. Rồi quan trọng nhất là nó bóng zin anh em. Bốn cái bóng nó zin ha. Đây mình nhìn bên này nó có cái chữ này, đó, Matsushita anh em. Matsushita nha, tất cả các cái âm lý Nhật á đều sử dụng Matsushita made in Japan. Bốn cái bóng thì rất là đẹp. Trên này thì có ba cái bóng trên 6AQ8 nha, cho cái tám. Rồi các cái tăng phone đều có cái chữ Lukman hết anh em nha. Nè, của hãng. Bên tủ thì cái đời này đời short nên nó sử dụng tủ Nippon Nichicon. Còn cái đời của Nhật thì nó sử dụng Aona nha, nó có nhiều đời như vậy. Thì cũng chẳng biết cái đời nào nó là hay nhất, nhưng mà thường thường là những cái đời short Lutkic, Lutman thì anh em đánh giá cao. Có cái thằng Lutkic ha. Rồi. Rồi, đây là cái rễ nè. Mặt mũi là rất là đẹp luôn. Rất đẹp mắt ha. Núm biết rồi, rất là đẹp. Đó, anh em cùng xem kỹ ha. Sơn cũng là sơn vàng luôn này. Rất tuyệt vời. Thì ở đây nè, nó có 2, 4, 6, 7 bóng ha. Toàn bộ là cùng bóng zin luôn. Bóng zin Matsushita này nè. Đó. Nha.
nên là con này cực kỳ là có giá trị luôn. Tủ này tuyệt vời nè, các cái tủ trong cũng vậy, Nippon chỉ còn toàn bộ luôn ha, tủ zin hết này, tủ zin hết này, chưa thay thế gì luôn ha. Rồi ok, thì cái bộ này nó đi combo chung là tại vì nó sử dụng như nguồn chung, nên anh em nào mua thì mua cả bộ nha, không tách rời được, lưu ý như vậy. Thì nhiều anh em lại vô hỏi mua rời cái bao rời cái rề thì chắc chắn không bán được. Ok nè, thì xong thì cô đã nói hết hai món rồi đó. Thì cái về cái mức giá thì cô báo ở đây luôn, tại vì cái phần test chất âm á, thì mới test ở clip trước, anh tí cô sẽ edit lại ha. Thì về mức giá thì cái bộ này các shop đang bán trên thị trường chắc chắn đó này là trên trên 35 triệu rồi, cho 35 cho tới 38 triệu. Nhưng mà hiện tại thì Khôi rất là nhiều đồ và cũng rất là muốn bán bớt đồ để có tiền nhập đồ mới nha. Thì Khôi sẽ bán cái bộ này hơn 30 triệu một xíu cho anh em nào thực sự quan tâm, alo cái vào việc luôn nhé. Rồi anh em nào đang tìm kiếm quan tâm thì mình dạy alo cho Khôi để mình cùng trao đổi, mình cùng giao lưu. Nhiều quá
một lần say, từ nay phiêu trôi từ